Chỉnh sửa video trực tiếp trên máy tính không cần sử dụng cài đặt phần mềm. Đầu tiên các bạn hãy vào capcut.com. Các bạn có thể đăng nhập bằng cái tài khoản CapCut trên điện thoại hoặc bằng tài khoản Gmail. Đây là giao diện chính của trình chỉnh sửa video trực tiếp. Các bạn để ý đến cái thanh menu phía bên tay trái màn hình, phần media. Các bạn có thể upload ảnh từ iCloud hoặc upload từ điện thoại để đồng bộ dữ liệu với lại điện thoại của các bạn. Phần stop video, đây là những video cảnh có sẵn. Phần photo, đây là những bức ảnh có sẵn để các bạn sử dụng. Phần audio, đây là âm thanh để các bạn chèn vào video. Các bạn có thể tìm kiếm trong ô search music. Phần text là những cái văn bản để các bạn chèn vào đoạn video. Và bên dưới nó là các mẫu mà các bạn có thể chọn sẵn để chèn vào. Cái phần caption, phần caption thì các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt. Ở đây nó có ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn có thể chuyển cái giọng nói nó sang văn bản. Rồi, cái phần sticker thì ở đây cũng có rất nhiều các stick để các bạn chèn vào đoạn video cho nó sinh động. Nó không thiếu bất cứ một cái gì, nó giống như là trên CapCut của điện thoại. Phần effect, đây là các hiệu ứng có sẵn để các bạn lựa chọn. Còn cái transition, đây là cái hiệu ứng chuyển cảnh giữa những đoạn video hoặc các bức ảnh. Cái phần filter, đây các bạn cũng có thể lựa chọn rất nhiều filter, nó theo cái chủ đề. Đó, đây là các chủ đề này. Các bạn có thể chọn chủ đề mà các bạn muốn sử dụng cái filter này. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử vào cái stop đi. Tôi sẽ chọn một đoạn video ở đây. Đây là một đoạn video có sẵn. Hoặc các bạn có thể upload một đoạn video từ Cloud. Ở đây nó hỗ trợ cái Dropbox và Google Drive. Hoặc các bạn chọn vào dấu cộng, tìm đến một cái đoạn video mà các bạn đã lưu trên máy tính, rồi các bạn mở nó lên. Nếu các bạn đã từng sử dụng CapCut trên điện thoại thì ở máy tính trực tiếp như thế này nó cũng không khác gì và cũng không có gì là khó. Để xóa một đoạn video, chọn vào viết đoạn video, chọn vào cái biểu tượng thùng rác xóa. Để cắt một đoạn video, các bạn có thể di chuyển cái thanh trượt này đến cái đoạn mà các bạn muốn cắt. Các bạn có thể cho cái đoạn video nó dài ra để mình cắt nó chính xác hơn. Ví dụ tôi muốn cắt cái đoạn cuối này, tôi đặt cái thanh trượt vào đây, chọn vào cái biểu tượng cắt. Chọn vào cái đoạn cuối mà tôi đã tách.
chọn vào Denis. Cái này là để tắt tiếng đoạn video, biểu tượng chiếc loa này. Rồi phần audio, bây giờ tôi sẽ vào audio, tôi sẽ chèn một đoạn audio vào đây. Đó. Đó, cái đoạn nhạc này đã được thêm vào cái đoạn video. Và trường hợp nó dài quá, các bạn lại chọn vào cái đoạn audio. Chọn vào đoạn audio này. Chọn vào tách. Rồi cắt cái đoạn cuối đi. Các bạn có thể làm mờ đoạn đầu và đoạn cuối của audio này bằng cách bấm vào audio này, kéo cái này lên, kéo đoạn cuối để cho nó giảm tiếng một cách từ từ này, và bắt đầu một cách từ từ. Tiếp theo đến cái phần text, tôi sẽ chia một cái văn bản. Cái phần add heading là chèn cái tiêu đề, còn phần add body chèn cái đoạn dưới. Ví dụ tôi sẽ chọn chèn vào cái phần tiêu đề đi. Rồi tôi đánh đoạn văn bản vào đây là xin chào chẳng hạn. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh các loại phông chữ, cỡ chữ, các kiểu chữ. Và các bạn có thể di chuyển cái chữ này đến bất cứ vị trí nào mà các bạn muốn đặt. Cái phần caption là để chuyển văn bản thành chuyển giọng nói sang văn bản. Phần sticker, các bạn có thể chèn sticker vào. Đó. Phần effect, đây là cái hiệu ứng. Bạn muốn cái chữ này nó xuất hiện từ đầu đến cuối video thì các bạn kéo cho đến hết video. Hoặc muốn nó xuất hiện chỉ một đoạn ngắn thôi thì các bạn kéo ngắn đến cái đoạn mà bạn muốn xuất hiện. Cái sticker này cũng vậy. Cái hiệu ứng này cũng vậy. Còn cái transition, đây là hiệu ứng chuyển cảnh. Ví dụ tôi sẽ tách cái đoạn video thành hai cảnh. Tách. Thì đây nó là hai đoạn video. Đó. Tôi muốn chuyển cảnh thì tôi sẽ chọn vào đây. Chọn hiệu ứng này chẳng hạn. Đó. Các bạn có thể kéo dài cái đoạn hiệu ứng này ra. Bây giờ tôi sẽ thử
Đấy. Đến cái phần filter. Tôi sẽ chọn một cái kiểu filter. Đây, filter đây. Tôi sẽ kéo ra. Đó. Trường hợp tôi muốn xóa cái đoạn filter này đi, tôi chọn vào delete. Xóa cái sticker này đi, tôi cũng chọn và xóa. Bây giờ tôi thử chọn một cái loại filter khác đi. Tôi sẽ để đến giữa đoạn video và thử chạy. Trường hợp các bạn muốn chuyển nó sang tiếng Việt thì các bạn hãy vào cái biểu tượng avatar, chọn vào language, chọn vào ngôn ngữ là Việt Nam. Đó, thì toàn bộ nó sẽ chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt. Sau khi thao tác xong thì các bạn vào chia sẻ để lưu video lại. Ở đây nó có tải xuống hoặc là chia sẻ lên TikTok.